nữ tướng của còn bà Lê Sơn và công chúa của thứ tư của lịch bà Củ Thiên Hồi Nữ. Dạ, rồi còn cô Bảy là căn gì cô Bảy? Cô Bảy hồi xưa là cô Bảy làm bể cái bình bông của mẹ Quan Âm. Dạ. Tan nát thành trăm mảnh. Bây giờ cô Bảy xuống đây trả nghiệp chồng, nghiệp con. Nghiệp cho bá gia bá tánh và nghiệp cho huynh đệ tình mẫu tử thiên liên của những cái trại hài nhi. Cô Bảy cũng trong hoàn cảnh khó khăn, thì hồi xưa cô Bảy khổ, cô Bảy bị hành căn khùng điên, gia đình đánh đập, rồi ở sớm đánh đập cô Bảy ra đi về núi Cấm nhờ quyền đi ở trên cha mẹ tổ thầy. Cô Bảy là góc độ Chúa, nhưng mà cô Bảy vẫn đạo nào cô Bảy cũng tin hết. Cô Bảy phải trở về thì cũng sau một chút năm nay làm cha trai bán với số, có tiền giúp đỡ những người khó khăn hơn mình. Rồi cô Bảy xin đa tạ công đức của các chị mạnh thường quân từ nước ngoài về Việt Nam và từ miền Bắc đến đây, là do trên Bắc Hồ cũng có Bắc Hồ mình mới có tiền xài, có cậu Dũng với cậu Châu Phú cũng trợ lực cho cô Bảy, thì cô Bảy xin đa tạ công đức của trăm họ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Con xin kính mời cô Bảy tặng cho một chị họ Phạm tên là Kim Phương. Và họ Phạm Kim Phương Kim này là quá là bạc, bạc cũng còn nằm ở dưới biển Hà Tiên, nhưng mà nó là Lê Sơn Thánh Mẫu Quyền Di. Năm bà sắc lệnh trường thi cô bước vào, thôi thời xin mẹ Lê Sơn Thánh Mẫu là nằm tại núi Két, mà đó là sư phụ của cô, thì thôi cô ráng cầu xin bà độ cho cô. Mà bà cố tổ tổ cô của cô lại nằm trong cung di của bà nữ hoa trên núi Cô Tô nhé. Nó là hai khác biệt. Nhưng mà cô ơi, cô nhờ cái đức hồng ân của bà cố tổ tổ cô lão mẫu của cô hồi xưa làm thầy đó, đó thì ngày hôm nay cô được cái công đức công bội hộ, ngày hôm nay cô cũng được nói góp theo. Thì chúc cho cô thanh tâm an lạc. Và chúc cho cô những việc gì sắp tới, cô làm ăn hoặc buôn bán, chúc cô là mua may bán đắt hay làm đâu đặng đó, và chúc trong gia đạo được bình an vô sự. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, cảm ơn cô Bảy. Tiếp theo là em Trang Thăng ở bên Úc. Trang Thăng ở bên Úc. Trang Thăng. Một trang vỡ, một trang giấy trắng, mình sẽ ký bút vào. Nhớ lại thời học sinh tà áo trắng, cha mẹ mình nuôi mình 18 niên, 17 niên học, và chúng ta học cũng chưa đạt thành công đó, mà chúng ta được một cái việc làm, hoặc chúng ta đi xa xứ làm ăn ở vùng xa bất cứ điều gì, nhưng chúng ta cũng có cái tâm, mặc dù chúng ta không được giàu sang phú quý như những người khác, nhưng mà chúng ta được một cái tâm nhiệt tình để giúp đỡ cho cô Bảy, để giúp cho dàn tâm linh, dàn căn của chúng ta ở tại Việt Nam, miền Tây, ở đền Thái Sơn, những phần quà và sắc cô Bảy để dùng trầu cao. Cô Bảy đa tạ công đức, chúc cho cô được thăng cho tiến những việc làm, và xin cha Ngọc Hoàng ban cho cô một cái quyền di về thiên liên, để cho cô thấy những gì đó vân vân trên bước đường tu học và công việc làm ăn, cho cô được trọn vẹn ước muốn. Chúc trong gia đạo của cô và cô được như y như trang sách vở mà học sinh hồi thời thơ ấu, mà cô càng ngày càng đẹp. Chúc cô tươi xinh như đó, hoa hồng mà màu đỏ nghe cô, đó là mẹ của Thiên Huyền Nữ sẽ độ cho cô. Mà một đó hoa cúc màu vàng, đó là Lê Sơn Thánh Mẫu, sẽ sau này cô sẽ có vàng nằm, cô còn nằm ở dưới cát biển Hà Tiên, thì xin cô năm Hà Tiên độ cho cô được nhiều như một nàng tiên từ trên trời xuống. Hồi xưa mình cũng là tiên, nhưng mà vì nghiệp quả mình nhiều quá, cho nên mình bị đọa đầy xuống đây, mình trả nghiệp chồng, nghiệp con, nghiệp cha, nghiệp mẹ và nghiệp con cháu. Bây giờ mình trả thêm cái nghiệp nữa là từ thiện, rồi lúc này là cô tạm đầy đủ 80%, còn 20% nữa cô cố gắng lên
chai tịnh và tụng kinh thêm, hoặc ngồi thuyền ngồi tịnh để chúc cô đạt kết quả trong ngày tới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Cái cô chăn thân này là cũng là cái căn tiên mà bị đỏ ha. Dạ, căn tiên bị đỏ đó. Nữ tướng của còn bà Lê Sơn và công chúa của thứ tư của lịch bà Cũ Thiên Huệ Nữ. Dạ, rồi còn cô Bảy là căn gì cô Bảy? Cô Bảy hồi xưa là cô Bảy làm bể cái bình bông của mẹ Quan Âm. Dạ. Tan nát thành trăm mảnh. Bây giờ cô Bảy xuống đây trả nghiệp chồng, nghiệp con, nghiệp cho bá gia bá tánh và nghiệp cho huynh đệ, tình mẫu tử thiên liên của những cái trại hài nhi. Cô Bảy cũng trong hoàn cảnh khó khăn, thì hồi xưa cô Bảy khổ, cô Bảy bị hành căn khùng điên, gia đình đánh đập, rồi ở sớm đánh đập cô Bảy ra đi về núi Cấm nhờ quyền đi ở trên cha mẹ tổ thầy. Cô Bảy là gốc đạo Chúa, nhưng mà cô Bảy vẫn đạo nào cô Bảy cũng tin hết. Cô Bảy đây trở về thì cũng sau một năm nay lụm chai chai bán với số, rồi có tiền giúp đỡ những người khó khăn hơn mình. Rồi cô Bảy xin đa tạ công đức của các chị mạnh thường quân từ nước ngoài về Việt Nam và từ miền Bắc đến đây, là do trên Bắc Hồ cũng có Bắc Hồ mình mới có tiền xài, có cậu Dũng với cậu Châu Phú cũng trợ lực cho cô Bảy, thì cô Bảy xin đa tạ công đức của trăm họ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn cô Bảy. Cái phần mà cô Bảy nói cô Bảy là xưa là bể mình bông Phật Lâm, đó là tự cô Bảy biết hay là có ai tự, soi cho cô Bảy? Có một người soi mà tự cô Bảy cũng biết luôn. Gì hả? Tự cô Bảy cũng biết, nhưng mà cô Bảy biết luôn, cho nên cô Bảy lên về điện cô Phẩm, cô Bảy làm công quả tụng kinh để cô Bảy trả nghiệp. Và cô Bảy chở về đình Thế Sơn, thì trong cổ quyền cô Bảy là có chiến sĩ, tại ba cô Bảy là lính bệnh viện quân Israel, là Lê Văn Triết, là cũng trúng gió là ngày mùng 4 Tết năm 71 là đi, nhưng mà rồi soạn bánh tét đi, nói mùng 4 cha không về là cha đi, là cô Bảy biết cái cơ là nếu cha nói mùng 4 có gì vậy thì đi, là có lẽ cái cha mình chết, là thiệt mùng 4 cha trúng gió chết, nhưng mà chích thuốc chết, chứ nếu mà cạo gió thì không chết. Rồi tiếp theo xin mời cô Bảy tặng cho chị Hằng ở bên Đan Mạch. Tên của chị là Trịnh Thị Ngọc Túy, cô Bảy. Dạ, Trịnh Thị Ngọc Túy. Cái mạch nước từ nguồn chảy ra, có người sinh ra có tông có tổ, nhớ thời tuổi thơ, con cũng mơ ước một cái điều để cho cô đi làm xứ xa, có tiền để gửi về cho gia đình trước tiên, và sau đó là giúp đỡ cho nhà nghèo và ủng hộ như mạnh hành quân và trợ lực gì đó vân vân. Thì chúc cho cô được thanh tâm an lạc trong những ngày gần tới. Vừa qua hình như cô cũng 3 năm về qua, cô có những cái điều mà uất khuất lắm nhưng mà chưa ai giải đáp được, nhưng hôm nay cô Bảy góp ý như thế này. Thôi cô ơi, những nỗi buồn gì mình cũng bỏ qua đi. Mình có hao tài tốn của gì đó là việc nhỏ của cô thôi. Mình có thiếu người ta nhiều chăng nữa, người ta thiếu mình ít, hay là mình thiếu người ta ít, mình thiếu nhiều, thì cô quên đi, cha mẹ sẽ cho cô gấp bội thu. Nếu lời cầu nguyện cô sáng suốt thì xin trên cha mẹ tổ thầy, nguồn mạch ơn thiên của tình thương mến thương, tình thương đại đồng, tình thương cả vũ trụ của Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria trong dịp lễ Noel sắp tới. Xin Chúa, xin mẹ độ cho cô hồng ân, tràn đầy hồng ân, và xin mẹ Quan Âm Quán Thế Bồ Tát sẽ độ cho cô được trọn vẹn, và bà Chúa Tể Sơn Lâm núi Cô Tô dưới chân núi, đó là suối vàng mạch nước tình thương ở trong Cô Tô, ở Thiên Cấm Sơn này là núi Cô Tô. Cô nên nhớ một ngày gần đây cô có về Việt Nam, cô đi đến gốc của cô, đó là Chúa Tể Sơn Lâm, là bà Chúa Rừng sẽ độ cho cô nhiều bí ẩn. Xưa kia cô xin điều gì, hôm nay nhắc lại cho cô nha, chứ cô Bảy cũng hay gì. Gốc xưa kia ở núi rừng, ngồi đây cô giác ấy xiêm trên rừng, bởi ngay cô đạp gai mắc cỡ rồi cô trở về trần, không làm tối cho mẹ được vậy thời, đúng chưa? Chúc cô ai chờ muối dưa, làm tròn sứ mạng thì thượng động Chúa Thể Sơn Lâm xe đô trì. Kho của bà giàu lắm nghe cô, kho của bà Chúa Rừng này giàu lắm, màu sữa cô cùng đi hái hoa rừng,
Hoa sim tím đỏ hoa rừng cô ơi. Thôi thời cô ráng dồi cháo đức hạnh thì cô cũng ráng làm sao y như tờ. Chúc cô hai chữ quyền thâm, chúc cô hai chữ là cô ơi nhiệm màu xin trên thượng đồng kim tinh. Chúa tể Sơn Lâm núi Cô Tô Me Đô thời. Thôi thời cô bảy chỉ có đôi lời chúc cho trong gia đạo cô được bình an này, vui vẻ bình an. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, cảm ơn cô bảy. Gió quá mạnh ha cô bảy ha. Dạ, tiếp theo thì nhờ cô bảy soi dùm cho chồng của luôn cô bảy. Nên là gió lấy cây rụng. Thôi thời cầu ơi đừng có buồn. Buồn làm chi? Gian nan cũng chẳng thời. Miếng sao giờ chồng chỉ giờ sự an nhiên hạnh phúc là bình an. Chồng nói thì vợ nghe đừng có giận hờn nữa thì là lời chân đêm. Ai biết thâu cung đàn. Ôi người chồng rất dễ thương. Tại vì lính ông Châu Sương này quá dữ đi, cho nên cái xác của cậu hơi nóng tánh. Thì vợ nói chồng nghe, chồng nói vợ nghe, chúc cho cậu được thanh tâm an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khỏi cần đọc tên của chồng cổ luôn rồi, quậy biết rồi hả? Dạ, vậy là tên con của cổ mình có coi tên con là Đoài Ngọc Minh, sinh năm 2001 coi. Đoài hay Đoàn? Đoài. Dạ. À, Ngọc Minh, cho cái tuổi của Ngọc Minh tí xíu, đang học đại học hay là sinh năm đang... 2001 thì năm nay 23 tuổi. 20 21 tuổi. 2001. Bây giờ 21 rồi, 20 tuổi. 20 tuổi. Sân hưu ly tình thương bao đắng cay. Giờ con nên nghe lời cha mẹ. Đừng nên quyết định một giờ một ngày của con. Lừa cho con cái nghe như tờ. Thôi thời con ráng học hành tới nơi tới chốn. Ra cái nghề này 4 năm nữa con vô đại học. Con có vô đại học thì con ráng y sắc lệnh. Mà con không vô đại học được thì con lấy cái bằng cao đẳng, bằng anh văn tiến sĩ gì là con làm, con trả hiếu cho cha mẹ nha. Chúc con được bình an vô sự. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn cô Bảy. Dạ, coi như gia đình của chị đang mạnh là xong. Tuyệt vời. Tiếp theo thì chị Trần Thị Quốc Huệ cô Bảy. Gió mạnh quá, hôm qua đang dựng cây cô Bảy. Trần Thị Quốc Huệ. Huệ héo đã bà. Nhưng mà bông huệ ở miền Nam này là nếu mà huệ trắng thì người ta sẽ rửa sạch và xào để đãi cho chăm họ dùng cơm chay ở trên núi Tây Ninh là đặc biệt nhiều nhất. Mà tiếc thay cho cô, cái bông huệ của cô màu đỏ. Cô nóng tánh quá. Mà hôm nay là 7 năm về qua cô nóng tánh, mà 3 năm nay thì cô cũng được nhẹ nhàng. Thì quá ra là con bông huệ vàng. À, xin Đức Mẹ Maria Tà Bao một phân tiếp. Đức Mẹ Maria Tà Bao hai giáo xứ Nghệ Ngay Cà Đồng Nai. Đó là nhà của sát cô Bảy nha. Cô Bảy thơ Đức Mẹ Maria trồng một vườn thuốc nam. Nhưng mà bỏ đi 19 năm rồi. Ở nhà bà chị dâu lo việc đó. Thôi chúc cho cô là những gì mà cô thích. Cô đẹp như cái bông huệ. Đẹp như Mẹ Maria Tà Bao ở Phan Thiết. À, thì cô mua bông huệ về cô cúng Phật là huệ đỏ, cúng Mẹ Maria là huệ trắng, một chai nước suối này nha, uống vô thanh tâm an lạc, vuốt mặt rửa mà ở đâu trong người cô có bệnh hay đau nhức mỏi gì cô cứ cúng một dĩa trầu cao cho Mẹ Quan Âm và một dĩa lọc trái cây, đó là một dĩa quýt đường gồm có 9 trái quýt đường có cuốn, rồi cô thỉnh một ngày một trái. Chúng mẹ qua một trái dừa, cô để trái dừa là không cần phải chặt giọt ra, cúng một bàn thiên cho Mẹ Quan Âm hồi trước, và bà Nhân Hoàng Địa Hoàng thì cảm chứng minh độ cho cô, coi như là càng ngày cô càng đẹp xinh như đó bông huệ. Chúc cô và gia đạo cô được bình an. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, nam mô Đà Phật, cảm ơn cô Bảy. Tiếp theo là Hồng Nhung cô Bảy ở Sài Gòn. Tên Hồng Nhung. Nhung ơi, Nhung này cũng là con của chú xứ Nguyên Nhung đúng không?
Tôi nói hồng nhan bạc phần, đáng lẽ cô ở mà đen cũ phẩm lĩnh bà, mà vì nghiệp quá chồng con cô phải trở lại Sài Gòn. Đúng chưa? Hình như chắc tôi cũng quen với cô Bảy Liên về trước đó cô à. Thôi thời Dung Nhân Nhung nhé, vậy thời Nguyên Nhung chúa sứ bà đợi chờ ở núi Sam. Nhưng ở thành phố cô đi qua Châu Đốc 1, Châu Đốc 2 đó, cô cũng nguyện bà chúa sứ hay gần nhà cô cho nhổ ở đó cũng có thì cô đăng đàn cho bà trong những ngày gần tới đi cô à. Ngày 18 sắp tới cô đăng đàn chầu cao bông hoa trà quả nhan đèn đi, cô sẽ được mẹ cho cô cái kho lại nha. Rồi cô có dịp có duyên cô về núi về non, có duyên gặp cô ấy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúc gia đạo gia đình cô và chúc cho cô càng ngày càng đẹp xinh, cô cao thêm tấc hai tấc nữa nha cô, và được trọi đẹp. Chúc cho cô một chậu bông lan, một chậu bông lan, lan này mà phải nở, gọi là lan nở màu tím, tím hoa cà là nhớ mẹ Thi La Na Nha Trang. Chúc cô thành tâm, kho vàng cô cũng đã có sẵn. Nam mô. Dạ, nam mô Phật, cảm ơn cô Bảy. Tiếp theo là chị Ngọc Anh cô Bảy. Dạ. Cô Ngọc Anh ơi, tên cô quá đẹp. Ngọc cô còn nằm trong đá, nhưng mà đá này cô cũng đã pha rồi. Đá này cô cũng được lạnh của mẹ rồi nha. Mẹ cho cô một tảng đá, một nền tảng làm nên sự nghiệp để lo cho gia đạo gia đình và giúp cho bá gia bá tánh. Thì cô Bảy không có gì hơn, chúc cho cô được một thanh tâm an lạc, một nhiệm màu của cha mẹ tổ thầy cho, và chúc hồng ân của cụ Quyền Thất Tổ chết nhiều đời nhiều kiếp cũng làm thay, cũng tổ phụ của cô, để độ cho cô nối gót theo cái việc mà từ thiện để cho cô Bảy phát quà cho chăm họ. Thì chúc cô những điều gì cô mong muốn sẽ thành công, và công việc làm cô xúc tiến gấp 3 lần, gấp bội 3 lần trong cái năm sắp tới, năm mới, ngày mới và thắng lợi mới. Chúc trong gia đạo và vợ chồng và con cháu được tăng chức tăng quyền và được một công việc mới được thành công. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chứ hẹn một ngày táo ngộ tiên phùng và gặp cô hữu duyên nữa. Cô Bảy nói ít mong cô hiểu nhiều, vì hôm nay lượng khách quá đông. Nam mô. Dạ, nam mô Phật, cảm ơn cô Bảy. Tiếp theo là chị Kim Thanh cô Bảy. Kim Thanh. Ngọc Thanh trên đỉnh muôn đài, núi kia thầy đỉnh trên dài. Thôi thời Ngọc cùng ở trần na, chúc cho Ngọc đó thành như tiếng đang kêu tích tịch tình tăng. Ai đưa công chúa lên hang mà về, Ngọc Thanh cũng có điện của thầy. Thôi thời cô ráng học đàn mau mau. Núi kia là núi Kẹt Du Sơn, Lê Sơn Thanh Mau độ cho cô hiền. Ngọc Thanh thầy đợi thầy chờ, chúc nàng công chúa trở về núi Sam. Cha thời mẹ đợi mong sao, sao cô cứ ráng đắng đo trận này. Bởi vì trận dịch bệnh vừa qua, cho nên cô vắng mặt ta bà. Chúc cô hai chữ quyền thiên, la la sạc la hồ 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 linh ru thơ linh nàng hào linh nào quyền gì ta khu ru ru tinh ba hồ linh. Chúc cô được an nhàn, xin trên cha mẹ tổ thầy, xin trên Đức Phật thầy tây an đổ cho cô bình an. Dạ, cảm ơn cô Bảy đã tặng cho anh Tường và chị Hạnh một bài. Tiếp theo là Zalo của Văn Trương Trà My. Dạ, Văn Trương Trà My. Văn Trương Trà My. Dạ, tên.
tên tuyệt vời quá. Tuyệt vời hay không phải ha? À, ở đâu cậu hả? Ở thành phố Hồ Chí Minh. À, cậu Văn Chương ơi, cậu có là ca sĩ hay không? Trà My có phải là ca sĩ hay không? Hay là mạnh hành quân để trợ giúp cho người nghèo? Thôi chúc những điều gì mà mình muốn nghề nghiệp của mình cứ việc làm, cứ thế mà làm ha. Lời bác ra đi thì bác cũng để lại sự sống liên minh chính đại, lập công bồi đức, và việc thiện thì mình sẽ mặc sức mà ăn hả cậu ha. Thì gia đình gia đạo của cậu cũng được bình an hả cậu. Vừa rồi thì trong cái dịp bệnh này thì cậu chắc cậu cũng có lẽ là cô Bảy, theo cô Bảy nghĩ là chắc cậu cũng làm phước và trợ lực cho những mạnh hành quân. Thì cô Bảy xin đa tạ công đức để thay mặt trăm họ từ Nam chí Bắc và từ cả nước ngoài Việt Nam để chúc sức khỏe gia đạo gia đình của cậu thêm ngày mới, một ngày thắng lợi mới và một việc làm mới cho cậu càng ngày càng tiến tới. Cho cậu khoảng 3 tờ ngân phiếu đi. Cậu có mua vé số không biết nghe, nhưng mà ai bán ế cậu mua đi cậu, để cậu nuôi những trẻ mồ côi đang cần sự ủng hộ của gia đình và gia đạo cậu và vợ chồng cậu. Chúc những sự văn chương cậu quá giỏi hay. Và Trà My ơi, trà này pha lộn máu đào. Vườn đào của Trà My thì cũng đang ở dưới đồng bằng sông Cửu Long. Chính đầu rồng nuôi phụng của mẹ Diêu Trì Địa Mẫu sẽ đổ ngọc ngà và thủy cung triều của mẹ nó Quan Âm Nam Hải độ cho cô càng ngày càng đẹp, và vợ chồng lúc nào cũng giống như là tinh tú, đẹp như mơ. Và sự hạnh phúc này nói ra kẻ mến người thương, thể dấn dương hai chữ Trần Miền, đó là từ thiện và việc làm phúc đức. Chúc thanh tâm an lạc và một ngày mới được vui vẻ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Dạ, nam mô Phật, cảm ơn cô Bảy. Tiếp theo là chị Lệ Thủy, dạ, ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, nghe tên giống nghệ sĩ Lệ Thủy quá các bạn ha. Lệ Thủy nghe tên cũng giống Lệ Thủy, nhiều Lệ Thủy quá ha. Dạ. Lệ Thủy này, lệ thì lệ rơi hồng trần. Bao nhiêu năm cô vất vả dương trần, lo cho cha mẹ, lo cho hồi xưa thì cha mẹ lo cho mình, nhưng mà khi cô lớn lên tới giờ, một thời gian cô cũng rất sung sướng lắm, một thời gian hình như là cô hơi cực khổ vì cô làm lệch một cái vấn đề gì đó. Cho nên cô an ủi cô là cô ráng ở gần thành phố thì cô về chở qua chùa Châu Đốc Ba, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Đó là bên cái bờ bên đây là cô nguyện bà chú Sứ Nguyên Nhung ở cái chùa bên đây, Bủ Sơn bên đây. Thì bà chú Sứ Nguyên Nhung cho cô một cái kho sắp tới ở trong một cái dịp này. Thì vừa qua những việc làm của cô nó cũng là nó không được tội nguyện như ước muốn của cô lắm. Cô vừa thấy cô ôm một cái lọc tài chừng 5 ngày 7 bữa là cô hết. Cô thấy cô vui vẻ, nhưng mà cô chi mà hình như là mình chưa có tỉnh. Thì bây giờ mình cho các cô, các cậu, các ông bà của mình đã ra đi, đang mượn cho kim thân xác. Thay vì phần của cô là làm thầy, nhưng mà cô bị hành căn mà cô không biết. Gia đình nhiều khi hất hủi, cô buồn. Nhiều khi cô đi làm việc là cô như là hơi trục trặc hoặc là mất tiền, mất của gì đó. Cô đừng buồn, bỏ hết tất cả, quay về chùa Châu Đốc Ba gấp gần thành phố. Rồi có hữu duyên Thiên Lý Ngộ ta sẽ trở về Thiên Cấm Sơn, ngũ hành sơn của Thiên Cấm Sơn này, tại nhà má Năm Thảo và cái cốc của má Qua Lý. Cô Bảy đang ở ngũ hành sơn, cái cốc ngũ hành mà má Qua Lý cho cô Bảy cái cốc nhỏ cô Bảy ở để tiếp tục chương trình là bán với số lượng dây chai để kiếm tiền ăn chầu. Và mạnh thường quân sẽ trợ lực cho cô Bảy. Xin đa tạ công đức của anh chị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Yeah, cảm ơn bạn. Tiếp theo là Trúc Phương. Dạ, Trúc Phương. Trúc Phương, cô nữ có gia đình không? Dạ, không biết cô Bảy, cô Bảy sao cô Bảy mới biết chưa? Trúc sinh, Trúc đứng đầu đình. Bốn phương cô cũng đứng lình rình cô theo. Thôi thì mẹ Diêu, cô là công chúa của Bạch Ngọc Kinh, thì Diêu Trì Địa Mẫu cung tinh chúc cho cô làm sao mà cô giữ lòng trong trắng, hay là hồi xưa là cô có bị dướng phàm hay là phạm nhân gì đó, hay là bị ai hại hay là gì mà cô buồn phiền cô bỏ qua hết đi. Dù cho có gia đình mình cũng làm thầy được, và không gia đình cũng vẫn làm thầy được. Mình cứ ráng làm bạn để mình nối gót theo một con đường từ thiện. Từ là từ phụ tướng, sắc phong lên đà. Từ đây chúng ta huy hoàng, xin nhớ cha Ngọc Hoàng, Diêu Trì Địa Mẫu chứng minh. Sắc ly hào hoàng, chúc lầy chúc kia, chúc ở đầu đình,
lúc đấy họ cùng đem về làm cái thơ ca. Cây trúc đây là mình mang thể diện, bốn phương trời cô cũng thể hiện. Đi đâu cũng gặp thăm bao, đi đâu cũng gặp cảnh điêu tàn cô ơi. Bây giờ cả nước buồn hiu, bây giờ chuẩn bị mà mở cửa vui. Ngày này chúc cô ai trở thêm vậy, đức công cô cũng lập ngay bàn thông thiên. Nhân hoàng địa hoàng cảm ơn chứng minh, cho con trẻ quyền thăm tỏ nét, xin cô hiền rạng đó tầm theo tầm sư học đạo dạy thời. Chúc cô rạng đó đằng thời cái kỳ tam. Nam mô A Di Đà Phật. Mừng công chúa của lệnh bà. Dạ, vậy là con này cũng công chúa ha. Sao cô bảy biết chú Phương là công chúa cô bảy? Hai chữ là soi ra, bởi vì cây trúc sinh trúc đứng đầu đình, trúc sinh không sinh trúc cũng đứng ở triều đình Thái Sơn. Dạ, hay quá. Người ta đem cây trúc về để người ta làm cây, làm bàn ghế, rồi có măng tre để cho họ dùng. Ha. Nam mô Bổn Sư. Dạ, quá ý nghĩa các bạn ha. Dạ, tiếp theo xin mời cô Bảy tặng cho cô Ngọc Ánh Đặng, nghĩa là Đặng Ngọc Ánh đó cô Bảy. Ngọc Ánh. Dạ, ở bên Mỹ cô Bảy. Ánh hào quang chiếu rọi tâm can. Buổi sáng thì mặt trời mọc với Thích Ca Cha Ngọc Hoàng độ trì, chiều có mẹ Diêu trì địa mẫu. Là mặt trời lặn cô ráng xá ba xá mà cầu xin nha cô nha. Mặc dù cô đi đâu xa cô nhớ nha, sáng mặt trời mọc. Đông Tây Nam Bắc bốn hướng thì cô ráng mặc nha. Cô ơi, ai lá trầu xanh là ta tem đủ lệ, hai lá trầu lọc này tặng lại cho cô. Trầu xanh tình nghĩa vợ chồng, gia cả nghe ngộn vậy thời cô ơi. Thôi thời cô ráng đó làm đi, lọc này cô làm ơi như tờ. Lá trầu xanh nên vợ nghĩa chồng, bây giờ cô cũng lòng vòng bên nước Tê. Bên Tê rồi lại bên Mô, đi xa mà xử lạ mà ở Mô trở về. Thôi ta treo ta lại ta bơi, chúc cô ai chữ mà đồng khó cô về. Chúc cô hai chữ não nề, cho qua một phút thì mình an sum vầy. Chúc cô lộc tài mà đầy đủ, rủ nhau về miền đất quê xưa. Ông bà có tuổi có tên, ở miền Nam miền Bắc vui vừa thì đủ đầy. Chúc cô nhớ chiếc bánh chưng dày, bánh chưng bánh tét ở miền Nam Tết đây. Lộc ăn lộc nói một bữa ra vàng, chúc trong vợ chồng nước vững vàng bình an. Lộc này gửi tặng cô đây, mặc dù không thấy mặt thì cô chứng giùm, xin trên quan âm Nam Hải tế hành. Mẹ ban mẹ độ cho gia đạo gia đình bình an, dưới tòa sen vàng con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm, lại mẹ Quan Âm đồ cho cô sáng trong ngân. Búp sen lá trầu sẽ là búp sen. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Chúc cô. Nam mô Đà Phật. Cảm ơn cô Bảy tặng cho cô Đặng Ngọc Ánh một bài pháp. Tiếp theo là chị Thanh Thanh. Chị Thanh Thanh chắc ở thành phố Hồ Chí Minh quá. Rành rành Tha Phú Linh, nơi Tha Phú La, cô ước điều chi, ước gì cũng được đăng an. Cô ước tới 7 điều lận cô, nhưng 4 điều cô đã thành công, còn 3 điều này chúc cô
trong 3 trăng nữa và 5 trăng nữa cô được thành công. Xây nhà cất cửa hay mua đất mua đai, muốn làm một việc gì đó, đồ đẹp cái gái xinh hoặc là ánh nguyệt gì đó, thì nguyệt nhật trăng soi rất chẳng thành. Cánh bốn cánh năm vừa chợp mắt, sao vàng nắm cánh mộng hồn quanh. Thôi thời chúc cô ráng lập đời, thến nước thượng ngon này cô ráng dâng đàn cho cha với mẹ độ trì, cho cổ quyền thất tổ ông bà xưa làm sao thì y sắc linh. Đó là ngày mùng 3 Tết, cô ráng điều binh khiển tướng. Trong gia đạo mình có cúng là mùng 3 Tết thầy để ra để cúng mùa bội thu và chúc cho cô làm đâu đặng đó và gia đạo được bình an vô sự. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, cảm ơn chị cô Bảy. Cô Bảy có thể uống miếng nước không cô Bảy hả? Cô Bảy nghỉ tí xíu. Dạ, nghỉ xíu vậy ha. Dạ, để có...